bảng quảng cáo lớn nhất nước Mỹ khai trương ở quảng trường Times, tương tự New York. Sáng trưng, mạnh bạo và tưng bừng với những màu sắc rực rỡ, bảng quảng cáo lớn nhất trong lịch sử quảng trường Times, dài hơn một sân banh bầu dục và cao 8 tầng lầu, đã được thắp sáng lần đầu tiên vào hôm thứ Ba, ngày 18 tháng 11. Màn ảnh HD lớn nhất trên thế giới bật sáng với gần 24 triệu hạt màu LED vào lúc 7 giờ 30 tối và bắt đầu vòng một cuộc triển lãm nghệ thuật kỹ thuật số của Universal Everything Studio. Ông Harry Kirkland, chủ tịch và tổng quản trị của công ty Clear Channel Outdoor ở New York nói rằng, bảng quảng cáo này dài bằng cả một khu phố, cao 80 feet, rộng 330 feet, với diện tích 25.000 square feet, nó lớn bằng một sân banh bầu dục. Clear Channel Outdoor là công ty đang bán diện tích quảng cáo khổng lồ trên tấm bảng quảng cáo này. Họ cho biết vào tuần tới, Google sẽ là thân chủ quảng cáo đầu tiên của tấm bảng quảng cáo khổng lồ này. Google đã ký một thỏa thuận với một số tiền không được tiết lộ và chiến dịch quảng cáo sẽ kéo dài qua ngày đầu năm tới. Clear Channel cho biết mức giá quảng cáo trong 4 tuần lễ là 2.5 triệu Mỹ Kim. Mỗi ngày ước lượng có trung bình khoảng 300.000 người đi bộ và 115.000 người đi xe ngang qua bảng quảng cáo này.